Hello mọi người nha, thì ngày hôm nay mình lại tiếp tục là một video hẹn của mọi người. Và mở đầu ở đơn hàng của bạn có tên là Ngọc Anh, và đây là phần bao bì mình tặng kèm. Bạn mua rất là nhiều sushi bên mình. Đầu tiên có một em bánh taco, em này bây giờ cũng rất là hiếm ha. Tiếp theo là một ly trà sữa màu hồng, một em chuột Galaxy có cánh thiên thần, rất là xinh luôn. Bây giờ cả những cái này là mình hàng tồn, nó là mình mới kiếm được á mọi người. Nè, có một vài em à. Ok ha, tiếp theo là bạn mua một em hộp sữa. Tiếp tục là một chiếc ớt chuông, một em gấu Noel, một em kim bông, và cuối cùng là một em thú thỏi. Đơn hàng của bạn đã xong, mình tặng cho bạn một em Scotty. Cảm ơn bạn đã ủng hộ sát lắm. Tiếp theo là đơn hàng của bạn có tên là Thanh Duy, và đây là phần bao bì mình tặng kèm nha. Bạn Duy mua bà em này là hamburger gấu chứ nhỉ. Thì các bạn đã xong, các bạn đang mở shop. Tí mình sẽ đóng một cái lớp ở trên. Bạn có tên là Tuyết Trinh, và đây là phần bao bì cũng như là sticker mình tặng. Ok mọi người, có thể thấy là hàng mình về rất là nhiều luôn rồi. Và bây giờ mình cũng sẽ tranh thủ livestream rồi mình lên đơn gói hàng, quay video clip cho mọi người nữa nha. Và bạn Trinh đầu tiên có mua viên sắt mình in ớt chuông. Thì bạn về là mua những cái mẫu mình mới về không á. Tiếp theo là một em chuột Galaxy này, bao xinh luôn. Đây là mẫu mới ha. Một em kim cuốn này, một em xin nướng, xin mực nướng. Tiếp theo là những cái em mini, đầu tiên có hai em thu uống uống xanh. Tiếp theo là một em tin ketchup, ba em rùa mini. Xin ha mọi người ha. Mình sẽ chụp một tấm hình ha. Ok, có giá là bao nhiêu nhỉ? Mình còn được mười mấy 20 em á mọi người. Một phao Indo, một cà rốt cứ sinh nhật, một ngựa, một em bánh hoa nhị, và cuối cùng là một em thỏ tím ha. Đơn hàng các bạn đã xong, cảm ơn bạn trên đã ủng hộ shop mình nha. Tiếp theo là đơn hàng của bạn có tên là Quỳnh Trâm, và đây là phần bao bì mình tặng kèm nha. Tại vì cái hộp nhỏ của mình hết rồi, mình phải làm bằng cái hộp lớn, mọi người thông cảm nha. Khi nào nó về thì mình sẽ lấy hộp chỉnh chu hơn cho mọi người. Bạn mua một em, đây là em Cushy hồi xưa rất là lâu rồi mọi người, mình quên tên em này. Em này cô bé ngồi trên đám mây cái gì đó. Ok ha. Và cuối cùng bạn mua một em kem và một cái đầu thỏ. Bây giờ bạn đã xong, tí mình sẽ đóng một cái lớp ở trên. Tiếp theo là đơn hàng của bạn có tên là Kim Phúc, và đây là phần bao bì mình tặng kèm cho đơn hàng của bạn. Bạn Phúc có một bên sau mình có một em hộp sữa, em này siêu xinh luôn mọi người, siêu thực tăng và cái màu của nó rất là đẹp nha. Tiếp theo là một em chì, có giá là 41, em này chơi rất là thích nha, rất là thơm và slow nữa. Một em thằng nào ôm chuối này, một em rùa mini. Tiếp theo là những cái em mini nhỉ, em rùa mini, một em bút gấu, em này siêu xinh luôn mọi người, siêu chậm tăng luôn á. Mình để là 12.000 một em thôi, rất là rẻ luôn mọi người. Mọi người thích thì ủng hộ mình nha. Cái sinh nhật bây giờ rất là rẻ rồi. Một lá sandwich này, một donut cốm, một donut thú 10.000, một cái bánh kẹp và một hamburger 11.000. Cái này của bạn đã xong, các bạn đồng một sáu. Tiếp theo là đơn hàng của bạn đặt một combo lỗi, bạn ấy tên là Tường Vi nha. Đặt combo lỗi bên shop mình. Giờ mình sẽ sắp xếp cho nó vừa cái hộp này. Rồi. Đơn hàng của bạn đã xong. Tiếp theo đơn hàng của bạn có tên là Bảo Ngân, và đây là phần bao bì mình tặng kèm cho đơn hàng của bạn nha. Và bạn Ngân đầu tiên có mua bên shop mình một em cappuccino này, em này trời siêu slow luôn á, giá là 47 nha, 47.000 một em.
Tiếp theo là những em mini nhật. Đầu tiên có một cái bàn tay cứng, mình để giá là 9.000. Một donut DIY siêu tiệm tăng 11. Một bánh hoa 10.000. Một em cupcake. Một em thơm. Một chiếc banh 12.000. Banh này là cushy nhật mọi người nha, không phải là cushy imbo đâu nha mọi người. Tiếp theo là một em pha tay và một con thủ bên đây. Đơn hàng của bạn đã xong, các bạn đừng bỏ sợ. Tiếp theo là đơn hàng của bạn có tên là Minh Anh, và đó là phần bao bì mình tặng kèm cho đơn hàng của bạn nhé. Rồi Minh Anh đầu tiên có một bên shop mình một em gấu ôm quà, một em kéo xanh, một cây kim bông giá là 62. Tiếp theo là những mini nhật, một máy game, một donut, một bánh nhật, một trái tim 8.000, một lát sandwich. Rồi và đơn hàng của bạn đã xong, các bạn đừng bỏ sót mình. Tiếp theo là đơn hàng của bạn có tên là Thanh Xuân, và đây là phần bao bì mình tặng kèm cho đơn hàng của bạn nha. Thanh Xuân mua bên shop mình một cây cơm sứa, trời ơi mình chơi rất là thích nha. Một chiếc đào, đây là những em siêu phẩm, một cái banh, banh này là banh to mọi người á, banh 10 xăng nha, không phải là cái banh mini hồi nãy nha, chơi rất là thích, em này có giá là 32.000. Tiếp tục là một em đồ xăng, hai macaron 9.000, một bánh nhật 12, một thỏ tím 10.000. Đến hiện các bạn nó xong, các bạn đồ mỗi sáng mình đơn hàng của bạn có tên là Hương, và đây là phần mô bì mình tặng kèm. Bạn mua duy nhất bên shop mình một em kem tươi 28. Đơn hàng của bạn đã sao, các bạn đồng mở shop. Tiếp theo cũng là đơn hàng của bạn Ngọc Hương, bạn đặt duy nhất bên shop mình một em chì, bạn đặt hàng hai đơn, bạn chia thành hai đơn. Đơn hàng của bạn đã sao, các bạn đồng mở shop.